Sau khi đã tô nét trường xong thì chúng ta chuyển tới công việc tiếp theo, đó là công việc bả bột chét, tức là bả tường này các bạn. Bả bột chét xong rồi chúng ta sẽ sơn một lớp lót và hai lớp phủ hoàn thiện. Này thì bả thì thường là chúng ta bả tường chúng ta bả hai lớp các bạn, bả lớp 1, bả lớp 2, sau đó quy trình kỹ thuật như thế này: bả lớp 1, bả lớp 2, sau khi đó là một lớp lót, hai lớp phủ là xong cái công tác hoàn thiện. Thì cái clip này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái độ dày của những cái lớp này như thế nào. Đầu tiên chúng ta hãy nói về cái độ dày của lớp bột bả này trước đi. Chúng ta hãy đến cái bột chét cao cấp của Dulux, của trang web chính thống chính thức của cái nhà sản xuất Dulux. Thì nhà sản xuất Dulux yêu cầu số lớp thi công là hai lớp, đúng rồi, thường hai lớp, bả thường là bả hai lớp các bạn. Nghĩa là người này đang bả lớp thứ nhất nè, nó còn sần sùi, sau đó bả lớp thứ hai xong á, xả nhám thì nó sẽ mịn, là y như nhà sản xuất yêu cầu là bả hai lớp. Rồi số lớp là hai lớp như đây, bả lớp 1, bả lớp 2. Bây giờ tới cái độ dày. Độ dày thì nhà sản xuất nói rằng độ dày tiêu chuẩn là 1 mm cho một lớp. Thì mình cũng điền vô là 1 mm cho một lớp. Bả lớp 1 là 1 mm, bả lớp 2 là 1 mm. Thì nhà sản xuất nó yêu cầu như vậy, nhưng mà thường á, khi mà thi công thực tế á, nhiều khi là nó sẽ dày hơn các bạn, ít khi nào nó mỏng hơn lắm, mỏng hơn này hơi bị khó. Cho nên hai lớp này thì theo nhà sản xuất nói thì cổng tổng cộng lại là 2 ly. Thì tối đa chúng ta cho phép hai lớp này tổng cộng lên là 3 ly thôi nha các bạn. Đấy. Tối đa maximum là 3 ly thôi, nhiều hơn thì nó sẽ bị nứt cái bột lớp bột bả. Rồi xong. Bây giờ tới một lớp lót, hai lớp phủ này thì nó dày bao nhiêu nào? Chúng ta tới sơn vô tông, sơn nước ngoại thất cao cấp của vô tông thì nhà sản xuất có nói rằng chiều dày khi mà chúng ta sơn lên một lớp mà nó còn khô, ở nó còn ướt á, là phải 100 micromet. Và khi mà nó khô á, thì nó còn phân nửa thôi, khoảng 30-40. Vậy bạn thấy khi mà nó khô thì nó khoảng 40 micromet cho một lớp. Mà chúng ta có đây là 3 lớp rồi các bạn. 3 lớp 40 x 3 là 120 mm. Thì chúng ta đổi từ 120 mm ra gram mm. Kết quả thì chúng ta đã thấy rõ rồi, 120 mm thì bằng 0,12 mm thôi. 0,12 tức là 12, gần hơn 1 phần 10 của 1 mm. 1 mm chia 10 lấy có 1 à. Hơn 1 phần 10. Như vậy tổng cộng một lớp lót sơn nước với hai lớp phủ sơn nước này á, thì maximum nữa thì theo nhà sản xuất chỉ có khoảng là 0,12 mm thôi. Nhưng mà thường thi công thì nhiều khi nó sơn dày sơn mỏng không biết được. Thì maximum nữa các bạn là thêm 1 ly nữa. Như vậy tổng cộng từ lớp phần bả cho tới cái phần sơn nước hoàn thiện luôn là thêm khoảng 4 mm nữa là maximum của tất cả. Rồi
Ok, mình sẽ rồi thì sau khi cắt tường xong, anh này anh bả một lớp, xong rồi bả lớp thứ hai, xong rồi anh xả nhám, rồi xong rồi anh sơn một lớp lót, rồi cuối cùng là anh sơn thêm hai lớp phủ nữa là sẽ hoàn thiện. Thì tổng cộng tất cả những công đoạn mà từ bả tới sơn hoàn thiện luôn á thì tổng cộng là dày thêm 4 mm nữa. Đấy. Thì sau khi sơn hoàn thiện xong á, thì chúng ta sẽ có cái ngôi nhà như thế này. Rồi là sơn hoàn thiện xong. Ok. Thì bây giờ như vậy, tại sao những cái lớp đó nó chỉ có thể dày tối đa là bao nhiêu đây thôi mà nó không có dày hơn được? Chúng ta hãy đọc một cái bài báo, nó nói về độ dày màng sơn chống rỉ sắt thép ảnh hưởng tới yếu tố nào. Càng sơn được nhiều lớp, dễ xảy ra các sự cố sơn và thời gian thực hiện lâu. Nên sơn tối đa 2 lớp sơn với độ dày tiêu chuẩn do nhà sản xuất đề xuất. Cái này là sơn sơn dầu nha các bạn, là sơn cấu kiện sắt thép á, chứ không phải sơn nước. Thì chắc là sơn dầu sơn nước cũng vậy, cũng là sơn thôi đúng không ạ? Thì cái sơn á, cái này là sơn dầu nè, sơn cấu kiện sắt thép nè, sơn một cái nhà thép tiền chế nè. Độ dày sơn luôn được các chủ đầu tư quan tâm, không biết phải sơn với độ dày bao nhiêu là phù hợp. Có phải sơn độ dày càng nhiều càng bảo vệ cao? Như đã nói ở trên, độ dày ảnh hưởng tới rất nhiều yếu tố sơn. Càng sơn được nhiều lớp, dễ xảy ra các sự cố sơn. Có nghĩa là càng sơn được nhiều lớp, có nghĩa là sơn nó càng dày đó, thì càng xảy ra các sự cố về sơn. Có nghĩa là sơn một lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp hay là n lớp, là bao nhiêu lớp là do nhà sản xuất quy định, chứ không phải là muốn sơn dày là được. Sơn mỏng quá cũng không được, mà sơn dày quá cũng không được, phải sơn theo nhà sản xuất đã quy định. Còn mà nhà sản xuất mà người ta quy định sai nữa thì thôi, nói làm gì nữa, cái đó khó quá bỏ qua. Người ta đã làm sản phẩm, người ta có một cái đội ngũ kỹ thuật chuyên gia là thí nghiệm những sản phẩm này trong chính ngay cái nhà máy luôn, mà còn làm sai nữa thì thôi không cần nói nữa. Thì nếu mà sơn sắt thép thì nó là sơn tối đa 2 lớp. Như vậy các bạn thấy sơn nước cũng vậy, người ta yêu cầu mình sơn một lớp lót với 2 lớp phủ là 3 lớp, là sơn 3 lớp thôi, đừng có sơn 4 lớp, 5 lớp, 6 lớp. Sơn càng nhiều thì nó càng dễ xảy ra sự cố. Sự cố là gì? Sơn không đều màu, sơn bị nứt, chủ yếu là bị nứt cơ bạn. Nứt là yếu tố quan trọng nhất. Theo nhà sản xuất Benzo, độ dày tiêu chuẩn sẽ khác nhau giữa sơn lót và sơn phủ, giữa các hệ dầu alkali và epoxy với nhau. Tổng hợp một số thông số kỹ thuật sau đây. Sơn lót Enki 50 mm và sơn phủ Enki 40 mm, tổng hai nhu này khoảng 90, tổng hai nhu này cũng 110, đó là trung bình khoảng 100 mm. 100 mm là 1/10 của mm đấy các bạn, 1 mm chia 10 lấy 1 thôi, quá quá là ít luôn đúng không? Với độ dày lý tưởng này sẽ khiến cho màng sơn căng bóng láng, bám dính chặt, màu sắc tươi sáng, bền màu và tiết kiệm cao. Thì hồi nãy giờ mình nói với bạn đó, có nghĩa là chúng ta phải sơn số lớp sơn theo nhà sản xuất quy định, đừng có sơn dày hơn, đừng sơn dày hơn cũng mà đừng có sơn mỏng hơn, phải sơn đủ số lớp quy định và đủ chiều dày, đừng có dày quá cũng không được, mỏng quá cũng không xong.
Thì trong thực tế rất là khó thi công cái chuyện này, thì thường là chúng ta sơn đủ số lớp thôi, còn độ dày thì là do tay nghề của cái anh thợ sơn nước mình. Cái này cũng rất là khó mà nói được, đúng không? Rất là khó luôn á. Nói chung người ta sơn đủ số lớp là được rồi, đừng có sơn nhiều lớp hơn, và đừng có sơn mỏng ít lớp quá. Đủ số lớp quy định. Đó, sơn nước thì một lớp lót, hai lớp phủ. Sơn dầu thì một lớp lót và một lớp phủ là ok.